Hai, phẩm thiên đế. Khi ấy trời đế thích cùng bốn vạn thiên tử đồng đến hội họp, bốn thiên vương hộ thế cùng hai vạn thiên tử đồng đến hội họp, đại phạm thiên vương chủ cõi sách ha cùng một vạn phạm chúng đồng đến hội họp, lại có 5.000 chúng trời tịnh cư đồng đến hội họp. Nghiệp quả và ánh sáng nơi thân của các chúng trời này ở trước oai quang của Phật đều không thể hiện ra được. Khi ấy trời đế thích bạch Phật: